Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Rương cũng không biết nữa. Chỉ biết là đề thi đại học năm nay nó toàn là nước thôi các bạn ạ. Quả thực không uổng công khi mà cho anh rapper Rương Vô lên hình ké tới 3 video liền. Mình dự báo cho các bạn đấy, tiên tri thần sâu thế chứ lị. Và xin chúc mừng bạn nào đã nghe lời anh Rương Vô ôn trúng bài sóng nhá. Vỗ tay. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, hãy cùng với mình và các anh em trong ekip Vươn Ra Biển Lớn để tiến hành làm phần 4 cho series Những Khả Năng Siêu Phàm Của Các Em Động Vật. Xung quanh chúng ta toàn là nước ấy rồi. Bạn nào đang xem video thì nhớ mặc áo phao và mang đồ bảo hộ đầy đủ nhé. Mình vẫn là MC Rương Bách Thú thân thiết của các bạn đây. Một lần nữa, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên channel Không Giới Hạn Lưu. Và chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngay thôi chứ còn chần chừ gì nữa. Lui. Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Số 1, cá chuồn. Nghe cái tên một cái thôi là chắc nhiều bạn cũng biết em này rồi đúng không? Cá chuồn là tên của một họ cá biển thuộc bộ cá nhái. Chúng gồm 64 loài tất cả, phân bố tại các vùng biển nước ấm trên toàn thế giới. Út tà tà, đấy các bạn thấy chưa? Anh Rương Vô vẫn chưa kịp toàn là nước ấy, thì đã có một em cá trổ tài đi trên mặt nước, giống với em thằn lằn mà chúng ta đã cho lên sóng vài tuần trước rồi. Dù không phải là người Hải Phòng, nhưng những em cá này cũng không thích lòng vòng. Khi mới vào đầu video, đã phô diễn ngay siêu năng lực bẩm sinh của mình, đó là khả năng bay lượn trên mặt nước. Nhờ vào màn thể hiện cực kỳ uy tín, em này được bế lên phim hẳn hoi luôn. Đàn cá chuồn sau khi phát hiện được lực lượng cameraman của channel Không Giới Hạn New, thì chúng ngay lập tức phô diễn những màn bay lượn tập thể, có con còn đạt tới độ cao 6m như những gì đang diễn ra trên màn hình. Em nào em nấy đều không ngần ngại bắn hết tốc lực, liên tục phóng lên khỏi mặt nước để khoe sải cánh siêu mỏng nhưng siêu to, có chiều dài lên đến 30cm. Không biết là chỉ vì sắp được lên TV nên chúng nó mới tổ lái thế này, hay là phía dưới kia có kẻ nào đang nhăm nhe làm thịt đàn cá này đây. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo chân anh Caramel bất tử để xuống nước, xem có chuyện gì xảy ra nhé. Wow, là một đàn cá nục đang háo hức rủ nhau đi ăn trưa sau thời gian dài bị giãn cách. Nhìn quả mặt tiền của mấy em này lại biết ngay chúng nó sẽ đóng vai ác rồi. Không biết số phận của những em cá chuồn sẽ như thế nào. Úi dồi ôi, gái tí thì đớp chúng đau thích chứ lị. Lều lều, đủ anh bắt được em. Cả nhân vật chính lẫn nhân vật lên hình ké của chúng ta ngày hôm nay đều là những tay lái cực lụa trong thế giới động vật dưới nước. Tốc độ của cá chuồn lẫn cá nục có thể đạt được tối đa là 70 km/h. Nếu như cả hai đều phóng ga với vận tốc cực đại thì lợi thế sẽ nghiêng về con cá nào lớn hơn. Đó chính là cá nục, vì quán tính lớn sẽ giúp chúng bắt mồi dễ dàng hơn. Điều này chắc chắn sẽ trở thành trở ngại vô cùng lớn cho đàn cá chuồn nếu như mà chúng không biết chơi chiều để thoát khỏi mồm miệng của đàn cá nục đây. Bị phục kích dưới nước rồi thì chỉ còn mỗi một cách là bay lên lóc thôi các bạn ạ. Tạo hóa quả thực luôn khiến chúng ta phải bất ngờ. Ở phần trước, chúng ta đã được gặp gỡ một em cá biết leo cây. Và trong phần này, mẹ thiên nhiên còn dạy cá biết bay luôn. Khi khởi động, cá chuồn sẽ phải vận khí đan điền để có thể quẫy đuôi lên đến 70 lần một giây. Nhờ sức bật đầy mạnh mẽ này, cùng với chiếc vây ngược có kích cỡ siêu lô khổng tỏ, mỗi em cá chuồn có thể bay xa tới 50m. Thực ra nó là lượn đấy, nhưng mà vẫn là rất xa đúng không? Thậm chí là 500m nếu như được thần linh phù hộ, lại còn bay cao được đến 6m nữa. Nào, bây giờ thì con nào vào đây anh cũng cân được hết nhá, sợ chỉ. Rồi xong, một em cá chuồn lên lóc nhà hơi cao quá, nên đã rơi tõm vào mồm của một em chim biển. Ý thì lần sau lấy kinh nghiệm em nhá, vui chơi mà không có điểm dừng là toang đấy. Số 2, chim điền. Nào, nào, thằng nào tôi gọi họ hàng nhà chị là chim điên nhỉ? Thế có lên hình ngay không? Chuẩn bị điên lên thật đây này. Ô hay cái con này, vừa mới lên hình thôi mà đã nóng nảy thế nhỉ? Ai đặt tên thì đi mà cáu với nhà người ta đi chứ. Cáu với MC Rương Bách Thú tới đây là tôi trừ cát xê đấy. Vâng, và nhân vật tiếp theo được lựa chọn lên hình ngày hôm nay đó chính là chim điền, hay còn một cách gọi tế nhị hơn thì nó là con chim ó biển. Họ nhà chim điền bao gồm 11 loài nằm trong 3 chi, phân bố tại các vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Tại Việt Nam, chim ó biển thường xuất hiện chủ yếu tại miền Nam và quần đảo Hoàng Sa. Cái tên chim điền bắt nguồn từ tiếng Pháp, còn ở Việt Nam thì mình vẫn gọi nó là chim ó cho tình cảm các bạn ạ. Cơ mà bọn này phải nghịch ngu cái gì thì mấy anh người Pháp mới gọi là chim điên chứ nhở. Ôi trời ơi, đấy, giật hết cả nửa mình. Mấy con chim điên bất ngờ phóng xuống mặt nước trong thời gian chưa đến 3 giây để tìm kiếm khách hàng tiếp theo cho anh Diêm Văn Vương. Khung cảnh trên mặt biển đang cực kỳ là hỗn loạn khi mà các em chim cứ rụng như sùng. Không,
Đúng hơn thì đây giống như một cơn mưa bom bão đạn đang đổ dồn xuống mặt biển. Đàn cá mòi với sở thích tụ tập đông người ở nơi công cộng ngay lập tức đã lọt vào mắt xanh của những con chim điền đói khát. Có lẽ nào vì hành động này mà bọn này lại bị gọi là chim điên không ta? Cứ gọi là điên thì lại oan ức cho mấy con chim này quá. Thực ra chúng nó giỏi lắm các bạn ạ. Không giỏi thì làm sao mà được bế lên series về động vật siêu phàm cơ chứ. Với khả năng nhịn thở dưới nước có thể lên đến 40 giây mà mỗi lần lặn xuống, chỉ cần bắt được một em cá, chim điên ngay lập tức tuyên bố game này quá dễ. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn biết cách để game trở nên dễ hơn. Chim điên có thị lực rất tốt, chúng có khả năng phát hiện những con mồi tiềm năng ở độ cao 40m và rất nhanh sau đó, chúng lao mình xuống nước giống như tên lửa. Những em cá sẽ bất ngờ và hoảng loạn, con nào chậm thì sẽ được đi đầu thai làm con khác luôn. Tốc độ phóng xuống nước của chim điên là một con số không tưởng, lên đến gần 120 km/h. Thế nên có gọi là tên lửa thì cũng không ngoa. Chúng ta có thể thấy rất rõ những vệt nước trắng xóa mà chim điên để lại khi đâm xuống nước vì tốc độ của chúng quá cao. Cấu tạo cơ thể của chúng cũng cực kỳ đặc biệt, với một hộp sọ rắn chắc và một túi khí nhỏ bên trong ôm lấy não bộ của chúng, nên là cũng không cần phải lo hàng dễ vỡ nữa. Thêm vào đó, chim điên còn biết thu gọn hai cánh của mình lại, giảm diện tích tiếp xúc với mặt nước một cách tối đa. Đây cũng là tư thế tiếp nước quen thuộc của các vận động viên nhảy cầu, nếu như các bạn có để ý. Với bộ lông không thấm nước cùng với đôi chân có màng giống như chân vịt, cứ mỗi lần bắt cá xong, bọn này cũng chẳng phải chạy đi đâu cả, cứ thong thả vừa bơi vừa thưởng thức. Mẹ thiên nhiên không chỉ dạy con cá biết bay, mà bây giờ còn dạy con chim biết bơi luôn các bạn ạ. Em cá chuồn ở trên mà gặp con chim điên này thì cứ phải gọi là tắt điện. Chưa kể với việc, chúng có thể bay xa tới 7.000 km để kiếm ăn. Họ hàng nhà cá cứ yên tâm mà sinh nở, vì kiểu quái gì cũng có người giúp chúng nó bình ổn dân số. Số 3. Cá phổi châu Phi. Nghe anh cameraman mới chim lợn cho chúng mình được một tin cực kỳ hot. Người dân châu Phi đang canh tác trên một mảnh đất khô cằn thì phát hiện ra một vật thể giống như một quả trứng đang cựa quậy. Khi bóc tách lớp vỏ bên ngoài của quả trứng này ra thì ôi dồi ôi, người ta phát hiện ra đây là một em cá với những chiếc vây vô cùng đặc biệt. Mình đố các bạn đây là con gì đấy? Chắc chắn là nhiều bạn cũng chưa bao giờ thấy con này, nên mình trả lời luôn. Em này có tên là cá phổi. Đây là một loài cá nước ngọt nổi tiếng với khả năng sinh tồn cực kỳ đỉnh cao. Chúng là loài cá sống dài nhất trong thế giới động vật, đặc biệt là đã có một em. À không, một cụ cá. Cụ cá này đã trải qua đến 90 cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu là tèo 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 tèo. Với một con số ấn tượng như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu ngay xem đây là cái loài gì. Tổ tiên của cá phổi đã xuất hiện cách đây khoảng 420 triệu năm, trải qua 4 thời kỳ đại tuyệt chủng. Chúng vẫn sống sót một cách thần kỳ cho đến tận bây giờ. Ngày nay, cá phổi chỉ còn sinh sống tại vùng đồng bằng Amazon, châu Phi và lục địa Australia. Cũng bởi vì không tiến hóa quá nhiều so với tổ tiên, cá phổi mang một dáng vẻ kỳ dị khác biệt. Chúng có thân hình dài giống lươn, vây ngực và vây bụng rất khỏe để thích nghi với lối sống trên cạn. Đây cho các bạn nhìn nhá, vây bụng của em cá này không quá to nhưng lại biết ngoe nguẩy cực nhanh và mạnh. Lần đầu nhìn thấy mình còn thắc mắc là không biết con này là cá hay là bò sát nữa, vậy cứ như kiểu là được lắp motor ấy. Cá phổi thở bằng miệng, cụ thể hơn là qua hai lỗ khí nằm bên trong miệng cá, chức năng hoạt động như hai lỗ mũi. Nghe đến cái tên cá phổi thì chắc chắn là các bạn cũng biết rằng con cá này phải thở bằng phổi rồi, nên là việc sắm sửa cho mình hai cái lỗ thở là điều đương nhiên. Tại châu Phi, bốn mùa chỉ có nghĩa là múa bồn, tức là quanh năm chỉ có mỗi một mùa thôi các bạn ạ. Một lục địa nổi tiếng là khắc nghiệt như thế này thì chỉ có cá phổi mới có thể phát triển được. Cá phổi có thể sống thiếu nước trong thời gian lên đến 4 năm mà chúng không bị làm sao cả. Thậm chí cho nước vào, chúng còn chết nhanh hơn. Vào mùa khô, những em cá trưởng thành sẽ đào hang dưới lớp bùn đất, tạo ra một cái kén và chui vào, bắt đầu chế độ ngủ hè để tránh nóng. Mãi cho đến khi lớp đất ở trên khô đi, cá phổi sẽ bị chôn sống theo đúng nghĩa đen. Và chỉ khi mùa hè đến, tức là khi bị con người đào lên như con cá ban nãy, thì chúng nó mới thoát được. Có thể thấy rằng khả năng sinh tồn của em này đã đạt đến đỉnh, không thọ đến 90 hay 100 tuổi thì phí. Đấy, tôi vừa mới nói xong. Một em cá phổi sau khi trốn mẹ đi chơi đã bị em cò mỏ dày phát hiện và mổ cho không trượt phát nào. Cứ tự tin là giống nòi nhà mình có khả năng sinh tồn đấy. Gặp phải đứa nó tay to hơn mình á, có thọ đến mấy thì nó cũng mổ cho chết. Sớm đi đắp chiếu em nhá. Số 4. Chim hồng tước tiền. Kính thưa quý vị, bản tin Thế giới Động vật của channel Không Giới Hạn News ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng sự có mặt của chùm cuối, đó chính là chim hồng tước tiền. Trong em này thì cũng không có gì nổi bật, thế cơ mà lại được chọn làm chùm cuối, không biết là em nó có cái gì nhỉ? Chim hồng tước tiên có một cách bảo vệ tổ khá độc đáo,
đó là cài mật khẩu cho tổ của mình, hay chúng ta vẫn hay quen gọi là password. À dạ, nghe lạ nha, để xem mấy em này cài mật khẩu kiểu gì để mình còn lấy giấy bút ra đây ghi nào. Giống như những em khác thì chim hồng tước tiên cũng biết cách đẻ trứng và ấp trứng. Trước khi trứng nở khoảng 1 tuần, chim mái sẽ hót một giai điệu đặc biệt cho các trứng của mình nghe. Khi trứng nở, chim non sẽ phải hót lại chính xác cái giai điệu của mẹ chúng. Nếu không làm được, chim mái sẽ rời tổ, bỏ mặc chim non cho đến chết. Việc cài mật khẩu này nhìn thì có vẻ hơi tiêu cực, nhưng mà nó được sáng tạo ra để ngăn chặn tệ nạn đi đẻ ké của chim tu hú vào tổ của chim hồng tước. Quả là núi đã cao, còn có núi cao hơn. Tu hú vốn nổi danh là loài chim tệ bạc, sống lỗi ngay từ khi trong trứng. Khi mà chúng vừa mới nứt mắt chào đời đã hất bỏ trứng và chim non của loài khác. Nay gặp phải hồng tước tiên thì đúng là đi đêm lắm có ngày gặp mà. Với khả năng lần này, hồng tước tiên đã được bế lên tivi luôn các bạn ạ. Mấy con tu hú liệu mà vào xem đi nha. Tuổi! Và sự xuất hiện của chùm cuối với khả năng cài mật khẩu độc nhất vô nhị cũng là một lời thông báo rằng video của chúng ta đã đi đến những phút giây cuối cùng. Nếu như các bạn yêu thích chương trình ngày hôm nay và mong chờ những chương trình mới thì đừng quên like, share và subscribe channel Không Giới Hạn New nhé. Cùng với đó, hãy góp ý cho chúng mình và bổ sung thêm idol nhà các bạn ở phần comment phía bên dưới. Nếu như thấy khả thi thì chắc chắn là chúng mình sẽ làm. Mình là MC Rương thân thiết của các bạn. Chúc các bạn và gia đình có một buổi chiều vui vẻ tốt lành.